Xin chào tất cả các bạn, thầy tên là Huỳnh Hữu Nghị và hôm nay thầy sẽ cùng với các bạn sửa đề mẫu số 1 của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và phần thầy cùng với các bạn làm việc đó là phần giải quyết vấn đề lịch sử. Ở phần giải quyết vấn đề lịch sử thì trong đề thi sẽ có 10 câu hỏi liên quan đến môn lịch sử, trong đó có 4 câu thuộc phần kiến thức cơ bản, kiến thức mà các bạn đã được học, và 6 câu nó sẽ nằm ở cái phần giải quyết các cái đoạn tư liệu mà đề cung cấp. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Yếu tố mang tính quyết định hàng đầu thúc đẩy sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn từ những năm 1960 đến năm 1973 là gì? Đề cho mình 4 đáp án. Vai trò lãnh đạo, quản lý của nhà nước là đáp án A. Đáp án B là chi phí dành cho quốc phòng thấp. Đáp án C là nguồn viện trợ của nước Mỹ. Và đáp án D là nhân tố con người. Thì mình sẽ đi phân tích từng đáp án một để chúng ta thấy cái nào là cái phù hợp nhất. Ở đáp án A, vai trò lãnh đạo và quản lý của nhà nước, thì như các bạn biết, ở nước Nhật thì vai trò của nhà nước mang một cái sự quyết định quan trọng. Nhà nước của nước Nhật đã từng đưa ra những cái quyết định để giúp cho đất nước này phát triển, như là trong cuộc Duy Tân Minh Trị ở giữa thế kỷ thứ 19, và trong sau chiến tranh thế giới thứ hai thì nhà nước ở nước Nhật đã quyết định đưa đất nước này vận hành để thoát khỏi cái khủng hoảng do chiến tranh gây ra, cái tổn thất do chiến tranh gây ra, và vươn lên trở thành một quốc gia siêu cường. Đáp án C, nguồn viện trợ của nước Mỹ, thì khi mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai gần kết thúc thì Mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của nước Nhật là Hiroshima và Nagasaki, thì sau đó nước Nhật đã đầu hàng vô điều kiện. Tuy nhiên thì hai cái quả bom này ném xuống nó làm cho nước Nhật tổn thất nặng nề, nhà máy, xí nghiệp, đường xá của hai cái thành phố này đều bị phá hủy hoàn toàn. Chính vì vậy sau chiến tranh thế giới thứ hai thì Nhật đã nhận được một cái nguồn chi viện, một cái nguồn viện trợ của nước Mỹ để khôi phục lại chiến tranh. Và đối với Mỹ thì đó cũng xem như là một cái sự chuộc lại lỗi lầm của mình gây ra cho nước Nhật khi mà cuộc thế chiến bước vào giai đoạn kết thúc. Đáp án D, nhân tố con người, thì phải nói rằng ở nước Nhật nhân tố con người được xem là một cái nhân tố quan trọng, nó để giúp cho nền kinh tế của nước Nhật vươn lên một cách mạnh mẽ. Đức tính của con người Nhật cần cù siêng năng, và cái đức tính đó nó đã giúp cho người Nhật đưa nước mình trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới vào giai đoạn thập niên những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, cũng như là đưa nước Nhật vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, siêu cường kinh tế đứng sau Mỹ trong giai đoạn từ những năm 60 đến những năm 73. Chính vì vậy, cái đáp án của câu hỏi này đó là đáp án D, nhân tố con người. Và các bạn cũng có thể tìm được cái đáp án này trong sách giáo khoa lịch sử lớp 12 ở bài Nhật Bản. Ở câu hỏi này, thì cuộc đấu tranh nào dưới đây không thuộc phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ thứ 20. Câu hỏi này là câu hỏi mở đầu cho phần lịch sử Việt Nam của lớp 12. Và các bạn hãy đề cho mình 4 đáp án. Đáp án A, đấu tranh chống độc quyền xuất cảng lúa gạo tại Nam Kỳ của Tư Bản Pháp năm 1923. Đáp án B, tẩy chay tư sản Hoa Kiều, chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa. Đáp án C, cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn vào tháng 8 năm 1925. Và đáp án D, cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ở câu này thì các bạn thấy là đề cho mình 4 đáp án. Đáp án A, đấu tranh chống độc quyền xuất cảng lúa gạo tại Nam Kỳ của Tư Bản Pháp năm 1923. Đáp án B, tẩy chay tư sản Hoa Kiều, chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa. Đáp án C, cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn vào tháng 8 năm 1925. Và đáp án D là cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thì nhìn qua chúng ta sẽ thấy ở đáp án A, B và D có điểm giống nhau, đó đều là những cái phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 20. Chỉ có đáp án C, đó là cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn tháng 8 năm 1925. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy cuộc bãi công của thợ máy thì rõ ràng đây là một cái phong trào đấu tranh không phải của giai cấp tư sản, và nó là phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, đặc biệt là những người công nhân ở xưởng Ba Son, một cái xưởng chuyên để đóng và sửa tàu cho Pháp. Cái phong trào đấu tranh này diễn ra khi mà người Pháp muốn đưa cái chiến hạm Mitsubishi để chở những người lính sang đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
thì các công nhân ở xưởng Ba Son đã bãi công, không chịu làm việc với những cái yêu sách như đòi tăng 20% lương, hoặc là cho những người công nhân đã bị đuổi việc, bị sa thải quay trở lại làm việc. Thì sau 8 ngày bãi công đấu tranh như vậy thì những người công nhân đã được người Pháp tăng 10% lương. Đó được xem như là một cái thành công ban đầu của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Và đây là cái phong trào đấu tranh để chuyển, đánh dấu cái bước chuyển của phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ tự phát sang tự giác. Ở đáp án A và đáp án B thì đây là những cái phong trào tiêu biểu của tư sản miền Nam, cùng với đó là một số cái địa chủ miền Nam để giành cái quyền lợi về cho mình trước cái sự chèn ép của người Pháp vào đầu thế kỷ thứ 20. Còn đáp án D, cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 của Việt Nam Quốc Dân Đảng, đây là cái đáp án mà cho nhắc lại cho chúng ta một cái sự kiện, đó là cái phong trào đấu tranh của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã diễn ra. Tuy nhiên thì cái phong trào này đã thất bại cùng năm 1930 luôn, vì thực dân Pháp còn mạnh và những cái việc chuẩn bị của phong trào này nó cũng chưa có đạt đến độ chín mùi để mà phong trào có thể diễn ra. Phong trào đồng khởi năm 1959 đến năm 1960 đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam. Đáp án A, giành được thế chủ động trên chiến trường chính. Đáp án B, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Đáp án C, đẩy nhanh quá trình sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm. Và đáp án D, buộc Mỹ phải tuyên bố Mỹ hóa trở lại chiến tranh xâm lược Việt Nam. Thì ở bốn đáp án này, chúng ta cùng điểm qua nó nhắc chúng ta đến cái sự kiện nào. Vì câu hỏi này là một câu hỏi bỏ lửng và nhiệm vụ của chúng ta sẽ tìm những cái đáp án ở đây điền lên để làm thành một câu hoàn chỉnh. Thì đáp án A, giành được thế chủ động trên chiến trường chính, đây là cái ý nghĩa của chiến dịch biên giới năm 1950 mà chúng ta đã giành được. Đáp án B, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, đó chính là ý nghĩa của phong trào đồng khởi diễn ra ở miền Nam Việt Nam từ năm 1959 đến năm 1960. Nói đến đây thì chúng ta biết được đáp án của câu này, đó chính là đáp án B. Tuy nhiên thì mình sẽ tìm hiểu tiếp là đáp án C và D nói gì. Thì đáp án C, đẩy nhanh quá trình sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm, đây chính là cái thành tựu mà chúng ta đạt được trong cái phong trào phá ấp chiến lược cũng như là đấu tranh chính trị ở các cái đô thị lúc bấy giờ, vào trong cái việc chiến đấu chống chiến lược, chiến tranh đặc biệt của Mỹ từ những năm 1961 đến những năm 1965. Đáp án D, buộc Mỹ phải tuyên bố Mỹ hóa trở lại chiến tranh xâm lược, thì đây là cái thắng lợi của cuộc tổng tiến công năm 1972 mà quân và dân ta đã giành được, buộc Mỹ phải tuyên bố Mỹ hóa trở lại, chấp nhận cái sự thất bại của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Vì vậy đáp án của câu hỏi này chính là đáp án B. Phong trào đồng khởi năm 1959 đến năm 1960 đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Đường lối đổi mới của Việt Nam đánh dấu bằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ, đây cũng là một câu chúng ta chọn đáp án để chúng ta điền vào phía sau câu trả lời, tạo thành một cái câu nói hoàn chỉnh nhất. Vì đây câu hỏi này nhắc chúng ta về đường lối đổi mới, và đáp án người ta cho mình là thứ nhất là Đại hội lần thứ 5 vào tháng 3 năm 1982, đáp án B là Đại hội lần thứ 6 tháng 12 năm 1986, đáp án C là Đại hội lần thứ 7 vào tháng 6 năm 1991, và đáp án D là Đại hội 8 diễn ra vào tháng 6 năm 1996. Ở đáp án A thì Đại hội 5 năm 1982, đây là một cái đại hội mà chúng ta hướng đến cái việc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa với mục tiêu là tất cả vì việc xây dựng xã hội chủ nghĩa của đất nước và vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy thì nó không phải là một cái đại hội để bước ngoặt mở đầu cho cái bước ngoặt đổi mới. Đáp án B là Đại hội lần thứ 6 năm 1986, thì đây là cái đại hội đầu tiên mà chúng ta đã tiến hành đưa đường lối đổi mới, và cũng chính trong cái đại hội này thì chúng ta đã lãnh đạo thành công cái giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới. Đáp án C và đáp án D, đó là Đại hội lần thứ 7 và lần thứ 8, hai cái đại hội này lại tiếp tục nêu và bổ sung thêm những cái ý đã được nêu ra trong đại hội đổi mới vào tháng 6 năm 1968. Thì năm 1968 đại hội này diễn ra trong cái bối cảnh là đất nước chúng ta đang gặp nhiều khó khăn, và cái việc tiến hành đổi mới đất nước lấy nền kinh tế trọng tâm và tiếp tục con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa,
đã được đề ra và nó đã được chúng ta thực hiện thành công sau, và minh chứng nó chính là những cái giai đoạn tiếp theo, những cái đại hội tiếp theo và những cái thành tựu chúng ta đạt được cho đến ngày hôm nay. Vì vậy đáp án của câu này là đáp án B, đại hội lần thứ 6 năm 1986. Sau đây chúng ta sẽ đến với một cái dạng câu hỏi, đó là người ta cung cấp cho mình một đoạn tư liệu và nhiệm vụ của mình sẽ đọc đoạn tư liệu này để giải quyết các câu hỏi được đặt ra. Thì ở đoạn tư liệu này người ta đề cập đến vấn đề chiến tranh lạnh của thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Thì sau nhiều năm trì trệ và khủng hoảng kéo dài đến những năm 1989-1991, chế độ xã hội chủ nghĩa tan rã ở các nước Đông Âu và Liên bang Xô Viết. Ngày 28 tháng 6 năm 1991, Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEP tuyên bố giải thể. Ngày 1 tháng 7 năm 1991, Tổ chức Hiệp ước Warsawa cũng ngừng hoạt động với cực Liên Xô tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới không còn tồn tại và trật tự thế giới hai cực Yalta sụp đổ. Thế hai cực của hai siêu cường không còn nữa, Mỹ là cực duy nhất còn lại. Từ sau năm 1991, tình hình thế giới đã diễn ra những thay đổi to lớn và phức tạp, phát triển theo các xu thế chính sau đây. Một là trật tự thế giới hai cực sụp đổ, nhưng trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực, với sự vươn lên của các cường quốc như Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Liên bang Nga, Trung Quốc. Hai là sau chiến tranh lạnh thì hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của một quốc gia. Ba là sự tan rã của Liên Xô đã tạo cho Mỹ một lợi thế tạm thời, giới cầm quyền Mỹ ra sức thiết lập trật tự thế giới một cực để Mỹ làm bá chủ thế giới. Nhưng trong tương quan lực lượng giữa các cường quốc, Mỹ không dễ gì có thể thực hiện được tham vọng đó. Bốn là sau chiến tranh lạnh, hòa bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực tình hình lại không ổn định với những cuộc nội chiến, xung đột quân sự đẫm máu kéo dài như ở Ban Căng, ở một số nước châu Phi và Trung Á. Bước sang thế kỷ thứ 21, với sự phát triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, các dân tộc hy vọng về một tương lai tốt đẹp của loài người, nhưng cuộc tấn công bất ngờ, khủng bố bất ngờ vào nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã làm cho cả thế giới phải kinh hoàng. Thì đó là cái đoạn tư liệu, và đoạn tư liệu này được trích trong sách lịch sử lớp 12, trang 64. Với câu hỏi này thì người ta hỏi mình về trật tự hai cực Yalta sụp đổ được đánh dấu bằng sự kiện, và người ta cung cấp cho mình 4 sự kiện. A là tổ chức NATO và Hiệp ước Warsawa được thành lập. B là Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh vào tháng 12 năm 1989. C là hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn trên thế giới không còn tồn tại. Đáp án D, nước Mỹ bị khủng bố vào bất ngờ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thì với 4 đáp án này thì chúng ta thấy rằng người ta hỏi về trật tự hai cực Yalta sụp đổ được đánh dấu bằng sự kiện nào, thì chúng ta có thể sử dụng tư liệu trong cái đoạn đầu tiên, đó là với cực Liên Xô tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới không còn tồn tại và trật tự thế giới hai cực Yalta sụp đổ. Vậy thì với cái cụm từ khóa này thì chúng ta có thể dễ dàng chọn được đáp án của câu hỏi này, đó chính là đáp án C, hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới không còn tồn tại. Tổ chức NATO được thành lập từ năm 1949 của các nước tư bản chủ nghĩa với sự đứng đầu là Mỹ. Còn Hiệp ước Warsawa được thành lập từ năm 1955 mà đứng đầu là Liên Xô của phe xã hội chủ nghĩa. Vì vậy đây là cái tín hiệu cho mở đầu cho cuộc chiến tranh lạnh và mở đầu cho cuộc chiến tranh lạnh, chứ không phải là sự sụp đổ của hai cực Yalta. Đáp án B, Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh, thì đây là cái đáp án cũng liên quan đến cái vấn đề chiến tranh lạnh. Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc vào tháng 12 năm 1989 với sự ký kết của hai nguyên thủ của hai quốc gia Mỹ và Liên Xô. Tuy nhiên chiến tranh lạnh kết thúc nhưng trật tự hai cực Yalta vì thì nó vẫn còn tồn tại, vì cái trật tự này nó không phải hình thành từ cái việc ký kết của hai tổ chức NATO và Hiệp ước Warsawa, mà nó bắt đầu từ khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc trong hội nghị Yalta luôn. Thì nó đã phân chia thế giới trong cái hội nghị này giữa những nước lớn như là Mỹ, Anh và Liên Xô. Thì sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, với cái sự phân chia đó và những cái quyết định của hội nghị Yalta cũng như là những cái thỏa thuận sau đó, thì nó đã hình thành nên cái trật tự hai cực, hai phe, và nó kéo dài cho đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, thì hệ thống xã hội chủ nghĩa cũng tan rã theo đó,
và trật tự này kết thúc. Còn việc mà nước Mỹ bị khủng bố bất ngờ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở đáp án D thì nó nhắc cho chúng ta đến một cái sự kiện mà khiến cả thế giới phải kinh hoàng, là cái sự kiện mà một siêu cường, một đế quốc như Mỹ đã bị tấn công bởi chủ nghĩa khủng bố và nó đưa thế giới bước vào một cái giai đoạn thử thách cam go hơn, đó là đối diện với chủ nghĩa khủng bố. Và các bạn thấy là những năm gần đây thì cái việc mà khủng bố gì diễn ra ở châu Âu gần như là nó trở thành một nỗi ám ảnh với người dân ở nơi đây. Rồi, câu hỏi liên quan đến phần tư liệu này nữa, đó là chiến lược phát triển của các quốc gia sau chiến tranh lạnh là gì. Người ta cũng cho mình 4 đáp án: tập trung phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia, xây dựng các tổ chức liên minh khu vực hợp tác và phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác liên minh chặt chẽ với Mỹ, mở rộng quan hệ đối ngoại với các quốc gia và khu vực trên thế giới. Thì cũng lại dựa vào đoạn tư liệu mà thầy vừa cung cấp với các bạn ở phía trên để chúng ta có thể chọn ra đáp án, đó chính là dựa vào ở cái nội dung này. Sau chiến tranh lạnh, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung và phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia. Vậy thì chúng ta có thể dễ dàng chọn được đáp án của câu hỏi này, đó chính là đáp án A, tập trung phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của mỗi quốc gia. Và như chúng ta thấy thì cái việc mà lấy kinh tế làm trọng tâm đó chính là cái con đường đi đúng đắn nhất của các quốc gia lúc bây giờ, và nó khẳng định vị thế của một quốc gia bằng tiềm lực kinh tế, sức mạnh kinh tế, chứ không phải là sức mạnh quân sự. Mà giống như trước đây trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh diễn ra thì hai nhóm nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đã chạy đua với nhau, cạnh tranh với nhau. Ở đáp án B, C và D, đây là những cái đáp án nhiều người ta đưa ra, nhưng các bạn có thể nhìn thấy xây dựng các tổ chức liên minh khu vực và hợp tác phát triển kinh tế, nó là cái dấu hiệu của các tổ chức ở châu Âu như là EU hoặc là ngay ở Đông Nam Á, ASEAN. Rồi đáp án C, tăng cường hợp tác và liên minh chặt chẽ với Mỹ, thì đây là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của nước Nhật giai đoạn sau chiến tranh. Còn đáp án D, mở rộng quan hệ đối ngoại với các quốc gia và khu vực trên thế giới, thì gần như là tất cả các quốc gia trên thế giới đều tiến hành việc mở rộng đối ngoại, không ai bó buộc mình lại, vì việc mở rộng đối ngoại như vậy nó tạo cho họ một cái cơ hội để phát triển về kinh tế, giao lưu và học hỏi, tiếp cận lẫn nhau để tạo một cái nguồn lực ở bên ngoài tác động vào giúp cho đất nước mình phát triển. Câu hỏi này là một câu hỏi mà để chúng ta vận dụng vì nó từ cuộc chiến tranh lạnh mà nó hỏi liên quan đến Việt Nam. Chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới bước vào xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển đã tạo cho Việt Nam cơ hội thuận lợi gì? Các bạn nhớ là tạo cho Việt Nam cơ hội thuận lợi nha các bạn. Thì ở đáp án A, hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đáp án B, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Đáp án C, sự chênh lệch về giàu nghèo trong xã hội. Đáp án D, có nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc. Vậy thì mình nhìn ở 4 đáp án này, đây là một cái câu hỏi buộc chúng ta cần phải suy nghĩ. Vậy thì ở trong nhìn qua 4 đáp án thì các bạn có lựa chọn được đáp án nào cho mình chưa? Vậy thì thầy sẽ phân tích ngược từ dưới lên ha, tạo một cái sự khác biệt so với nãy giờ chúng ta. Thì có nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội. Đây là những cái khó khăn đặt ra không phải chỉ cho Việt Nam mà cho tất cả các quốc gia khi bước vào cái thời kỳ toàn cầu hóa và có xu thế toàn cầu hóa. Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, đây là một cái điều hiển nhiên. Tuy nhiên đây không phải là một cái thuận lợi mà đây lại là một cái khó khăn của chúng ta, vì chúng ta phải cạnh tranh với những nền kinh tế như là Mỹ, như là Trung Quốc, như là Nhật Bản và cả những nước trong khu vực như là Thái Lan, Indonesia hay Malaysia để chúng ta khẳng định bản thân của mình. Vậy thì chỉ có đáp án A là hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đây là cái thuận lợi lớn nhất của Việt Nam chúng ta khi tham gia, khi chiến tranh lạnh kết thúc và xu thế toàn cầu mở ra, cái việc hòa bình hợp tác diễn ra. Việc hợp tác kinh tế nó đã tạo cho mình có một cái nguồn công việc cho những cái người dân Việt Nam chúng ta, không chỉ trong việc trong nước mà còn ở nước ngoài. Rồi thu hút vốn đầu tư là chúng ta kêu gọi những nhà đầu tư vào Việt Nam để mà họ bên cạnh việc họ đầu tư thì chúng ta cũng tạo được việc làm cho chính người dân ngay ở tại đất nước của chúng ta. Và việc ứng dụng khoa học kỹ thuật là một cái điều mà vô cùng có lợi không chỉ cho Việt Nam mà cho tất cả các nước, và cái điều này là điều gần như tất cả các quốc gia đều hướng đến, hợp tác để mà ứng dụng cái khoa học kỹ thuật của nhau để giúp cho nền kinh tế của mình phát triển.
Vậy thì nói đến đó thì chúng ta biết rằng đáp án của câu hỏi này chính là đáp án A, hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học kỹ thuật chính là cái thuận lợi mà Việt Nam chúng ta có được khi thế giới bước vào giai đoạn hòa bình, hợp tác và phát triển. Rồi chúng ta sẽ đến với đoạn tư liệu thứ hai. Đoạn tư liệu này nó nằm ở trong sách giáo khoa lớp 11 ở phần lịch sử Việt Nam. Thì cuối thế kỷ thứ 19, ngọn cờ phong kiến đã tỏ ra lỗi thời. Giữa lúc đó, trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản bắt đầu dội vào Việt Nam qua Nhật Bản, Trung Quốc và Pháp. Trong lúc bế tắc về tư tưởng, các sĩ phu yêu nước Việt Nam thời đó đã hồ hởi đón nhận những ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng mới. Họ cổ suý cho văn minh tân học và mở cuộc vận động đổi mới trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa. Tuy nhiên, do tầm nhìn hạn chế và có những trở lực không thể vượt qua, cuối cùng cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu đầu thế kỷ thứ 20 đã thất bại. Những cố gắng đáng khâm phục của họ chỉ mới tạo ra được một cuộc vận động theo khuynh hướng dân chủ tư sản, chưa có khả năng làm bùng nổ cuộc cách mạng tư sản thực sự ở nước ta. Bên cạnh cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản như Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân trong hơn 10 năm đầu của thế kỷ thứ 20, vẫn tiếp tục bùng nổ các phong trào đấu tranh của nông dân, điển hình là phong trào của cuộc khởi nghĩa, điển hình là cuộc khởi nghĩa Yên Thế và cuộc nổi dậy của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Nhiều cuộc đấu tranh, nhất là cuộc đấu tranh của nông dân, binh lính, mới bị mất phương hướng và bị đàn áp đẫm máu và thất bại nhanh chóng. Chính trong bối cảnh lịch sử đó, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước mới. Những hoạt động của người trong thời kỳ này là cơ sở quan trọng để người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Lịch sử lớp 11, trang 157. Vậy thì đây là một cái đoạn tư liệu về lịch sử Việt Nam ở lớp 11, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem những câu hỏi nó là gì. Các khuynh hướng thất bại trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20, đó là những phong trào nào, và mình sẽ lựa chọn trên 4 đáp án này và để hoàn thành cái cụm từ ở phía trên, câu hỏi phía trên. Thì A là khuynh hướng phong kiến và khuynh hướng vô sản, B là khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản, C là dân chủ tư sản và vô sản, và D là hội kính thần bí và vô sản. Vậy thì chúng ta nhìn lại cái đoạn tư liệu, chúng ta có thể thấy đầu tiên đó là cuối thế kỷ thứ 19, ngọn cờ phong kiến tỏ ra lỗi thời. Thật ra nó không phải chỉ lỗi thời các bạn, mà nó đã bị thất bại. Lớn nhất đó là cái phong trào Cần Vương đã bị đàn áp, và những cái cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương như là Ba Đình, Bãi Sậy, và lớn nhất đó là cuộc khởi nghĩa Hương Khê cũng đã bị đàn áp và thất bại vào năm 1896. Sau đó thì Pháp mới tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Vì vậy cuối thế kỷ thứ 19, ngọn cờ cái khuynh hướng đấu tranh phong kiến đã thất bại rồi. Còn khuynh hướng đấu tranh những khuynh hướng còn lại như là dân chủ tư sản hay vô sản hay là hội kính thần bí, thì chúng ta xem thử cũng trong cái đoạn tư liệu này, chúng ta thấy được đó là cuối cùng những cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu đầu thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 đã thất bại. Thì câu này cũng cho chúng ta biết rằng là gì, ngoài cái ngọn cờ phong kiến ra thì đầu thế kỷ thứ 20 Việt Nam chúng ta có thêm một cái phong trào đấu tranh của các sĩ phu và cũng đã bị thất bại. Nhưng phong trào đấu tranh của các sĩ phu này là phong trào nào? Thì nhìn lại cái đoạn tư liệu này, các bạn thấy đó chính là cái phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở cái đoạn phía dưới này. Vì vậy đáp án của câu hỏi này chính là cái câu trả lời của câu hỏi này chính là đáp án B, phong trào phong kiến và dân chủ tư sản. Còn về phong trào theo khuynh hướng vô sản á các bạn, thì nó tới giữa bắt đầu từ những năm trong 1990. Còn cái phong trào vô sản các bạn, thì nó đến khoảng những năm 1910-11, thì trong cái, và sau đó nữa thì đến năm 1925 thì nó bắt đầu có những cái bước tiến quan trọng, đặc biệt là sau phong trào bãi công của công nhân thợ máy xưởng Ba Son, thì phong trào đấu tranh công nhân cũng như là của giai cấp vô sản mới bắt đầu đi vào bài bản và bước vào giai đoạn đấu tranh tự giác. Còn hội kính thần bí thì thật ra đây là một cái phong trào đấu tranh nó không có diễn ra ở trong cái thời kỳ này, và cái khuynh hướng này nó cũng không phải là cái khuynh hướng yêu nước tiêu biểu ở vào cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20. Nên vì vậy thì từ cái đoạn tư liệu và cái sự suy luận của chúng ta thì đáp án chính của câu này chính là đáp án B. Các khuynh hướng thất bại trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20 đó chính là khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản. Rồi
Người ta hỏi mình là năm 1911 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong bối cảnh phong trào yêu nước Việt Nam như thế nào? Và đây là một câu hỏi bỏ lửng ha. Và nhiệm vụ của mình cũng giống như các câu hỏi trước đây là mình sẽ tìm cái đáp án đúng để điền vào thành một câu hoàn chỉnh. Ở đáp án A, bế tắc về tư tưởng đấu tranh, mất phương hướng chiến đấu. Đáp án B, trở nên lỗi thời với ngọn cờ đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến. Đáp án C, có những bước phát triển với khuynh hướng đấu tranh dân chủ tư sản. Và đáp án D, khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Thì chúng ta có thể nhìn lại cái nội dung trong cái đoạn tư liệu, đặc biệt là cái phần cuối của đoạn tư liệu này. Thì phong trào đấu tranh cách mạng của Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Đây là cái cụm từ khóa để chúng ta không cần phải suy nghĩ gì nhiều, mà chúng ta có thể chọn ngay đáp án của câu này, chính là đáp án D, khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Tuy nhiên thì chúng ta cùng đi nhìn lại bốn đáp án để chúng ta thấy rằng một cái khoảng lịch sử quan trọng của Việt Nam chúng ta nó đã diễn ra như thế nào. Ở đáp án A, bế tắc về tư tưởng đấu tranh và mất phương hướng chiến đấu, nó diễn ra vào đầu thế kỷ thứ 20 khi mà ngọn cờ đấu tranh phong kiến đã bị thất bại trước đó, và sau đó thì phong trào đấu tranh dân chủ tư sản cũng bị đàn áp, bị Pháp đàn áp và cũng không mang lại được kết quả, mặc dù các cái sĩ phu yêu nước lúc bấy giờ đã có những cái sự cố gắng rất là nhiều của mình, như là cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Châu Chinh, những cái phong trào như là phong trào Đông Du hay là phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, thì tất cả những cái phong trào này thì đều bị đàn áp thất bại. Rồi trở nên lỗi thời với khuynh hướng đấu tranh phong kiến thì như nãy thầy đã nói rồi, ngọn cờ phong kiến đã bị thất bại, hoàn toàn bị thất bại vào cuối thế kỷ thứ 19 với sự kết thúc của cuộc khởi nghĩa Hương Khê năm 1896. Đáp án C là có những bước phát triển dưới khuynh hướng đấu tranh dân chủ tư sản. Tuy nhiên, những bước phát triển này không làm nên được một cái cuộc đấu tranh mạnh mẽ, mà nó chỉ lại dừng lại ở một cuộc vận động mà thôi. Vì vậy thì Nguyễn Tất Thành ra đi, đó là trong cái thời kỳ mà khủng hoảng sâu sắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo. Vì không biết đi theo ngọn cờ, theo khuynh hướng đấu tranh nào, phong kiến cũng đã không phù hợp, dân chủ tư sản thì bị đàn áp, và những cái cuộc biểu tình của học sinh sinh viên thời kỳ này cũng đã bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu và dẫn đến thất bại. Rồi, thì chúng ta đã chọn được đáp án rồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem những cái nội dung ở trong các cái đáp án nhiễu còn lại nó là gì. Thì ở đáp án A, bế tắc về tư tưởng đấu tranh, mất phương hướng chiến đấu, thì cái này nó diễn ra vào đầu thế kỷ thứ 20 khi mà ngọn cờ phong kiến thất bại, và sau đó là cái ngọn cờ đấu tranh dân chủ tư sản cũng bị đàn áp, trở nên lỗi thời với ngọn cờ đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến. Thì thật ra ngọn cờ phong kiến nó đã bị thất bại và nó đã không còn phù hợp với nhân dân Việt Nam nữa từ những năm cuối thế kỷ thứ 19, khi mà cái phong trào cuối cùng của phong trào, cái cuộc khởi nghĩa cuối cùng trong phong trào Cần Vương bị đàn áp, đó là cuộc khởi nghĩa Hương Khê vào năm 1896, thì ngọn cờ phong kiến cũng trở nên lỗi thời. Đáp án C là có những bước phát triển với khuynh hướng đấu tranh dân chủ tư sản. Thì trong giai đoạn này thì những cái phong trào đấu tranh dân chủ tư sản như là phong trào Đông Du, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Chinh diễn ra rất là sôi nổi. Nhưng tất cả những phong trào này sau đó đều bị Pháp đàn áp, và cũng như là Pháp đã cấu kết với các nước tư bản khác, làm cho những cái phong trào đấu tranh của chúng ta không đạt được kết quả như mong muốn. Và trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra thì các cái phong trào đấu tranh của công nhân, của nông dân, của binh lính cũng đều bị đàn áp và rơi vào tình trạng khủng hoảng cũng như là thất bại đẫm máu. Vì vậy thì đáp án A, thứ nhất là mình dựa vào cái nội dung trong đoạn tư liệu người ta cho. Cái thứ hai là mình dựa vào cái sự suy luận của mình để mình có thể lựa chọn được. Đóng góp quan trọng của các sĩ phu Việt Nam trong phong trào yêu nước cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20 là, người ta cho mình bốn đáp án. Vẫn là cái câu mình sẽ chọn đáp án để mình điền vào phía sau. Tiếp thu những trào lưu tư tưởng mới, cổ suý cho nền văn minh tân học, tạo được những cuộc vận động theo khuynh hướng dân chủ tư sản, hay là làm bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản. Thì chúng ta cùng nhìn lại cái đoạn tư liệu để chúng ta thấy rằng cuối thế kỷ thứ 19 khi ngọn cờ đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến tỏ ra lỗi thời, thì
các cái sĩ phu yêu nước lúc bây giờ đã tiếp thu cái nền đấu, cái tư tưởng mới từ bên ngoài, là những cái cuộc đấu tranh dân chủ tư sản đã được họ tiếp nhận và họ mang về Việt Nam, tạo ra một làn sóng mới. Và các sĩ phu này đã đón nhận cũng như cổ suý cho nền văn minh tân học, rồi mở những cuộc vận động trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, thay đổi cái phong tục. Ví dụ như những người nam thì đã vận động để cắt tóc ngắn đi, không còn để tóc dài, búi tóc giống như ngày xưa nữa. Tuy nhiên tất cả những cái sự nỗ lực của các vị sĩ phu yêu nước của Việt Nam đầu thế kỷ 20 cũng chỉ dừng lại ở mức là một cuộc vận động theo khuynh hướng dân chủ tư sản mà thôi. Nó không làm nên một cuộc cách mạng tư sản giống như cái mong muốn của họ, và họ cũng không thay đổi được. Tuy nhiên thì với sự cố gắng của các sĩ phu yêu nước như cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Chinh, những cái văn thân sĩ phu khác, thì đã làm cho nhân dân Việt Nam biết đến những cái ngọn cờ đấu tranh mới và biết đến những cái phong trào đấu tranh mới lúc bấy giờ, thể hiện cái tinh thần dân tộc, họ đứng lên, họ đấu tranh, họ đòi hỏi quyền lợi của mình. Cũng trong giai đoạn này thì một cái người thanh niên yêu nước đã nhìn thấy được cái cảnh bế tắc trong phong trào đấu tranh của Việt Nam và quyết định ra đi tìm đường cứu nước, đó là Nguyễn Tất Thành, mà chúng ta đã làm ở câu hỏi trước đây. Vì vậy đáp án của câu này, đóng góp của các văn thân, các sĩ phu Việt Nam trong phong trào yêu nước cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20, đó chính là tạo ra được một cuộc vận động theo khuynh hướng dân chủ tư sản. Rồi thì vừa rồi thì thầy đã cùng với các bạn giải quyết 10 câu hỏi của phần lịch sử trong cái đề thi đánh giá năng lực của kỳ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp các bạn trong những cái lần sửa đề sau.